Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình đi tô tượng à. Và ở đây nó sẽ có cái gì? Sẽ có cái gì thì vào bên trong sẽ biết nó có cái gì. Hôm nay mình đi tô tượng. Ở đây là một góc của nơi gọi là downtown của Port Crescent. Muốn đi shopping thì chúng ta sẽ ghé vào đây. Thì đây nó là một cái thành phố không phải là quá lớn. Chính vì như vậy cho nên là downtown thì chúng ta có thể đi xe đạp và không có phải là xa lắm, khoảng 5-10 phút là ra đến trung tâm của downtown rồi. Một cái hòn đảo nhỏ thôi, nhưng mà nó có một cái thú vị là chúng ta có thể tổ chức party ở biển, không có ai ngó ngàng gì hết. Chứ còn ở một cái số bờ biển khác nha, ví dụ như là tự dưng quên tên, Sao Ba Rè đó, thì rất là đẹp, nhưng mà để mà ăn chơi sao đọa thì hơi khó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tô tượng nhé. Còn đây là phương tiện của tụi mình đi có 3 người mà có 2 chiếc xe đạp. Thì nghĩa là gì? Cái xe đạp này thì đương nhiên là nó có một cái độ gồ như thế này, thì chỉ ngồi được một người thôi. Cái này ngồi được 2 người, tại vì Haruko thì cũng không phải là bự con lắm. Cái chị kia thì chị hơi mập một tí, nhưng mà cái xe màu trắng này là chở 2 người đó. Như khi xưa anh đạp xe trên chiếc xe đạp cũ. Thì cô đó là chở, sau đó Haruko ngồi sau hát nghêu ngao những cái bài hát Việt Nam, mà trong lúc này thì Haruko hay hát bài Chiều qua và hậu giang tiếng ai ác cả là la 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 la. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào tô tượng nhé. Rồi ở đây đang là bên trong khu tô tượng đó, có bàn ngồi tô tượng và cả nhà có thấy rất là nhiều những cái bức tượng để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta tô tượng, rồi người ta sẽ gọi là người ta nung nóng lên rồi chúng ta sẽ có thể đem về nhà. Thì đây là những cái hình ảnh liên quan tới Noel hoặc là liên quan tới Halloween. Đây có cây thông liên quan tới Noel, còn đây là những cái trái bí Halloween, còn đây là Buddha. Rất là đẹp và có rất là nhiều sự lựa chọn cho chúng ta ở đây. Rất là nhiều sự lựa chọn ở đây. Có rất nhiều sự lựa chọn và ngày hôm nay Haruko sẽ chọn tô cái gì? Haruko thì rất là thích cái ly này, là cái hình ảnh của Buddha này. Thì khi mình làm cái này á, thì mình chỉ để trưng bày thôi chứ không phải là mình dùng để mình uống nước. Và Haruko sẽ chọn cái nào đây? Hồi sau sẽ rõ. Và Haruko đã lựa chọn được 2 sản phẩm để mà tô đây. Đây là một cái con sao biển. Và mình sẽ tô rồi sau đó mình về nhà mình sẽ làm gà tàn thuốc lá, ashtray. Còn đây, Aladdin và cây đèn thần. Mình rất là thích cái bộ phim này của Mỹ, cho nên là mình bộ phim này của Mỹ, Aladdin và cây đèn thần là do tài tử Will Smith đóng. Và Haruko rất thích bộ phim đó và cũng thấy nó rất là fun đó. Cái ấm này là 58 đồng, còn cái này là 32 đồng đó. Tổng thiệt hại ngày hôm nay là gần 100 đô. Rồi mình sẽ bắt đầu mình ngồi mình tô. Chúng ta sẽ chọn được tối đa 6 màu. Thì đây, đây là 4 cái màu dành cho cái ấm kỳ diệu này. Đây, đây là có 3 màu thôi. Rồi bây giờ Haruko sẽ bắt đầu nhé. Đây là phía xa kia là cái bảng màu để chúng ta có thể lựa chọn.
Rồi bây giờ bắt đầu xa. Còn cô bạn mình đã chọn những cái màu nào, những cái sản phẩm nào? Ok, glassy, bowl and for kitchen. Đó là những cái sản phẩm mà cô bạn của mình đã chọn. Rồi bây giờ bắt đầu tụi mình tô tượng nhé. Rồi cả nhà đợi xem là sản phẩm của mình sẽ như thế nào nè. Và đó, ngày hôm nay hai sản phẩm của mình đây. Sau vài ngày nung thì mình sẽ có. Đây là một cái con sao biển. Còn đây là một cái ấm Aladdin và cây đèn thần. Mặt trong của nó là màu của biển. Màu của biển nha. Của biển. Còn đây là những sản phẩm của người bạn của mình làm. Ly tách thì rất là dễ làm. Cái này của mình cũng rất là dễ làm, nhưng mà tại vì nó bự quá cho nên mình cũng làm hơi lâu một chút. Đó, vài ngày sau thì Hasco sẽ giới thiệu cái sản phẩm hoàn thành như thế nào cho cả nhà xem nhé. Đây, mình cũng có một cái trái tim ở đó. Trái tim của mình nó hơi béo một tí. Rồi, chúng ta đợi khi nung những cái sản phẩm này thì nó sẽ có những cái sản phẩm rất là tuyệt vời, sẽ giới thiệu đến với cả nhà xem như thế nào nhé. Sau 2 ngày tụi mình đã trở lại và những sản phẩm của tụi mình kia. Halloween. Halloween thì không phải là của tụi mình. Đây, bạn của mình là gồm những cái tô, cái ly. Còn của mình là một cái ấm. How did you feel? Feel good. No good, not bad, huh? Not bad. Most look good too. Yes. She did nice color. Yeah, nice color. Fun. 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 Wow, very fun. Đó, ngày hôm nay tụi mình đã trở lại chỗ này và cảm giác rất là thú vị khi mà chúng ta tự tay chúng ta sơn phết những cái đồ mà chúng ta lựa chọn. Mặc dù cũng hơi mắc một chút nhưng mà không sao, lâu lâu chúng ta làm một lần. Và đây nó có những cái bảng màu để mà chúng ta có thể nhìn vào đây, chúng ta lựa chọn một sản phẩm, chúng ta được lựa chọn tối đa là 6 loại màu. Và có rất là nhiều loại màu ở đây để chúng ta tha hồ lựa chọn. Còn ở đây là những cái sản phẩm mà của người ta làm á, người ta cũng sẽ quay trở lại người ta lấy. Đó. Oh, beautiful. Có những người làm cái con mèo. Đây, còn đây là sản phẩm của tụi mình. Sản phẩm của tụi mình đã hoàn thành đây. Wow, beautiful, beautiful. Wow, amazing. Wow, amazing. Còn đây cũng người bạn của mình. Beautiful, beautiful nha. Oh, yeah. Beautiful. My beautiful. Friends, we come once a year, sometimes twice, but this will be a tradition. Oh, come, yeah. Add a couple too. More pieces. Us too. Our daughter did this with our grandson. Beautiful okay. Day. Next time we come every year. Yep. This is what we have to do. So yeah. There we are. Great. Yeah, very fun. But I love your teapot. Wow. Yeah. Beautiful. Và khi chúng ta tô như này nó cũng rất là thư giãn nha. Cho nên là chúng ta căng thẳng, chúng ta hãy chọn một cái sản phẩm rồi chúng ta sơn phết lên theo ý của mình. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nice. Imagination. They just kind of give you some ideas. Like, you know, yeah. Like marble. Yeah. But reality is, whatever. Just do it and find out what happened. Yeah. Yeah. And if you have, you know, like my wife was having a hard time finding like what to do, so I just look online for Instagram. Just you look at some clay pieces. Did she draw this with that sponge brush? Yeah. Beautiful day. Rất là tuyệt vời cho một ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.